Phoenix rừng thông bản áng Mộc Châu có gì mới và hấp dẫn? Hôm nay review cho mọi người nhé. Hết 30 tháng 9 này là khu du lịch đã đóng cửa đủ 5 tháng do dịch Covid-19. Trong thời gian ấy, rất nhiều hạng mục đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới. Hứa hẹn sẽ đem lại cho khách du lịch một cái nhìn thật mới, một trải nghiệm thật vui, thật thú vị và những không gian check-in thật tuyệt vời. Là cây thông ở trong. Thế còn ở trên? Trên thì bây giờ chỉ làm mái thôi. Trên là mái. Mái tre. Khu tầng toàn bộ tầng 2 sẽ là cà phê ạ. Tầng 2 sẽ là cà phê với đồ uống pha chế, còn tầng 1 sẽ là đồ ăn nhanh, rồi đồ uống lon chai và ngoài cùng kia là khu vực cho thuê đồ trang phục để chụp ảnh. Cho thuê trang phục. Cái phần cổng là nó sẽ vào khu này đây. Vâng. Hai đường vào chính, đường vào lớn này sẽ mở chắc khoảng 1 tháng nữa là mở. Nhìn xuống dưới đẹp quá. Quá tuyệt vời. Xuyên cây hết. Tất cả là xuyên cây. Cây mọc như từ dưới đất mọc lên. View này uống cà phê thì quá là sướng. Mát. Được đôi vào nhé. Thông với tất cả vẫn phải để đây sẽ là làm đường để đi vào thôi. Tức là xe bên bãi đỗ bên này sẽ là một bãi đỗ hoàn toàn riêng. Cái bãi đỗ mà cổng vào mà mọi khi mọi người vẫn vào sẽ vẫn là một bãi đỗ riêng. Thế là bãi đỗ xe sẽ ở chỗ nào? Đấy, bãi đỗ xe sẽ là một khu ngoài cho khu ngoài. Ngoài thông ra đến cổng. Bãi đỗ xe này thì nhỏ hơn bãi đỗ xe. Khu vực camping ground có 7 căn lều rất đẹp, rộng, thoáng, nhìn ra hồ phía trước và ở dưới tan thông. Khu vực này sẽ cực đẹp vào buổi tối với màn đêm và ánh đèn lấp lánh, cùng với tiếng thông reo vi vu và không gian đốt lửa trại cực kỳ mãn nhãn. Với các bạn trẻ thích không gian check-in vừa chill chill vừa trẻ trung thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo. Chưa xây đâu chứ. Đang đào đây bằng cái lâu khác, không phải khu nghỉ dưỡng. Khu biệt thự thì là đang mới bắt đầu, bây giờ mới đang đào hố. Bằng cái lâu hiện nay là có bao nhiêu căn rồi? 20 căn rồi. 20 căn rồi. 2 đến 6 người nữa. Khu bungalow có 20 căn biệt thự nằm trải dài theo dọc rừng thông, ở giữa là dòng suối nhẹ nhàng, xanh mát. Ở đây có nhiều hạng phòng giờ dành cho 2 người cho đến 4 người và 6 người. Không gian thì cực kỳ thơ mộng và mát mẻ. Này vẫn quá đẹp. Khu nào cũng giữ được này, nó này nó cũng mẹ công nhân vẫn chăm sóc thường xuyên đấy chứ. Đây khu này là sẽ là khu nghỉ dưỡng 4 sao đấy ạ. Sau này sẽ là khu biệt thự nghỉ dưỡng 4 sao đấy. Có hồ bơi các thứ. Dự kiến khoảng 20 căn biệt thự. À 20 căn. Cũng 20 căn biệt thự nữa. Lại có việc để bơi đây. 20 căn, mỗi căn là có mấy phòng? 3 đến 4 phòng. Đầy đủ cả. Đầy đủ tiện nghi. Tiện nghi. Bể bơi dưới này, đây là bể bơi đây à? Không, dưới này là hồ, còn bể bơi sẽ làm riêng. Tức là lại cũng có hồ riêng. Và hồ này là hồ nước. Hồ nước kiểu điều hòa. Để điều hòa. Hồ điều hòa ấy. Còn bể bơi là sẽ làm riêng. Tức là cái khu vực là biệt thự nó sẽ nằm ở cái hàng cây thông to to đằng trước này. Biệt thự nó sẽ nằm ở bên xen lẫn giữa các hàng thông kia. Và cả bên này cũng có nữa. Bên này nữa. Cả bên này, cả bên đây. Anh đứng ở trong này chụp cảnh rộng.
tại là con dốc này vẫn chưa khai thác được cái gì. Khu này ngày xưa tiền sử của nó cũng là đá quỷ đẹp. Bản thân anh em đang tư vấn cầm dã quỷ. Cái con đường này dã quỷ nó rất đẹp, nó giống như kiểu Ba Vì với Đà Lạt ấy. Đạp xe lên nó người ta đi bộ. Còn cái khu cắm dã đang cắm cây. Khai trương chùa anh chưa vào nhỉ? Vào tự nhiên thấy nó yên tĩnh hẳn. Đấy, cái đợt mà Flycam làm 360 nó đang đẹp thế này. Không, đợt này nó đẹp luôn. Không, đợt này rất đẹp. Thẳng có, cong có. Nó dày nữa. Chuyển lên nhưng mà chưa xin được giấy phép. Cái đấy cũng phải có giấy phép cả. Có hết này. Trò chơi có thưởng, có giấy phép. Vâng, 250 phòng nữa, xây đây là chỗ phòng trái tim rồi này. Phượng Hoàng Farm sẽ là trang trại trồng dâu tây cũng như các loại cây đặc biệt, độc đáo và là khu trải nghiệm nông nghiệp sinh thái cho những vị khách vui chơi, thích trải nghiệm nông nghiệp và thích mua sắm các loại đặc sản Mộc Châu đặc biệt hấp dẫn. Lúc này Farm đang xuống giống dâu tây để chuẩn bị cho vụ mới. Chào anh em nhá.
làm ổn định đất đã. Sau này sẽ làm khu vườn trải nghiệm để cho khách vào trồng rau, hái rau. Tức là cái khách nghỉ ở đây là sẽ có điều kiện trải nghiệm có chỗ để trải nghiệm toàn bộ cái khung mảnh đất này luôn. Khu này sẽ làm luôn. Bây giờ đang thí điểm cái này trước. Đây là khu vực view siêu đẹp, nhìn ra toàn cảnh hồ rừng thông Bản Áng cũng như các khu vực khác của khu du lịch này. Dự kiến đây sẽ là nơi xây khách sạn 5 sao với hơn 200 phòng và là hạng mục cuối cùng của khu du lịch sinh thái. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của mình, nếu xây khu khách sạn ở đây thì thật là đáng tiếc bởi vì nó sẽ biến khu du lịch này thành khu nghỉ dưỡng mất. Đường ven hồ nằm đối diện khu camping ground là nơi bố trí rất nhiều các điểm check-in dành cho các bạn trẻ. Điểm nhấn là hai ngôi nhà và cây đàn piano nằm ở giữa hồ. Tạm thời review tổng thể như vậy. Nếu bạn có nhu cầu từng khu mình sẽ review chi tiết hơn. Hẹn gặp lại với mọi người sau dịch Covid-19 tại Mộc Châu nhé. Đừng quên like video, bình luận và nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh.